Chào mừng quý vị khán giả đã đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian qua. Quý vị thân mến, mỗi năm vận trình mỗi khác, do sự vận động của các thiên tinh cho nên trường khí ảnh hưởng lên từng vị trí từng người trên trái đất sẽ khác nhau. Sự vận động của các tự nhiên đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên vận trình may mắn và tài lộc của mỗi người. Bước sang tháng 7 âm lịch thì ai ai trong số chúng ta cũng đều rất tò mò về số phận của mình. Không biết là sang tháng 7, cát hung hay là vận hạn của mình sẽ diễn ra như thế nào. Đặc biệt là các quý vị gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 trong tháng 7 này, thì những gia chủ tuổi Canh Dần gặp hạn thái tuế, nhưng cũng không vì thế mà vận trình của họ không được may mắn. Do được quý nhân tương trợ, cho nên những quý vị gia chủ tuổi Canh Dần cực kỳ may mắn trong tháng 7 này. Họ là những người có cá tính mạnh mẽ và thích giúp đỡ người khác nên được mọi người yêu thương và quý trọng. Trong tháng 7 này, do được quý nhân tương trợ nên cuộc sống gặp nhiều may mắn, tuy không tạo dựng được cơ đồ nhưng sự nghiệp của những quý vị gia chủ tuổi Canh Dần cũng khiến cho không ít người phải ghen tị và nể phục. Nghèo khổ, đủ rồi. Bước sang tháng 7 này chính là thời điểm bùng phát của tất cả quý vị. Vậy nên quý vị hãy nắm bắt thời cơ ngàn năm có một này, tạo nên những bước đột phá mới trong tháng 7 của năm Nhâm Dần 2022 quý vị nhé. Quý vị đang rất tò mò về lá số tử vi của mình trong tháng 7 này, đúng không ạ? Và sau đây, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết về vận trình của mình trong tháng 7 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 có mệnh tùng bách mộc, gỗ cây tùng, là những người yêu thích sự yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm, yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Canh Dần tính cách nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt trong nóng ngoài lạnh. Họ cũng có phần nữ tính do dự, không quyết đoán, bốc đồng, song không dám chịu trách nhiệm. Nữ giới là người mạnh mẽ và khó có thể thao túng. Người tuổi Canh Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc ở nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà chính là thánh địa của gia đình. Họ không muốn để công việc ảnh hưởng tới thời gian dành cho những người thân yêu. Trong tháng này, gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội, được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên xảy ra một vài tranh cãi nhỏ với người trong nhà thì đương nhiên. Bản mệnh cần chú ý nhiều về tính tình của mình, các mệnh chủ cần phải bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo, sẽ gây ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Tình hình sức khỏe cũng không thể chủ quan lơ là. Bạn nên duy trì thói quen rèn luyện thể dục thể thao, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh, xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, gia chủ tuổi Canh Dần cần phải hết sức chú ý, cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Gia chủ cũng cần chú ý có tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Ở tuổi này, gia chủ không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp, vì thế mà mọi thứ diễn ra theo hướng ổn định, không có nhiều biến động tiêu cực. Với những người vui thú điển viên, vừa tăng gia sản xuất, chăn nuôi trồng trọt để cung cấp thực phẩm cho gia đình, lại giúp tinh thần phấn khởi, sức khỏe dẻo dai nên duy trì đều đặn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Canh Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính khá tốt đẹp, về cơ bản gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm và tiền cho thuê nhà cửa. Vì thế người tuổi này có một cuộc sống khá dư giả, không phải đắn đo, lo nghĩ quá nhiều nên phải rút tiền chi phí cho một khoản nào đó thì cũng là lẽ đương nhiên. Bên cạnh đó bản mệnh cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất
giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả quý vị. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi năm Nhâm Dần thấy rằng sức khỏe có thể có chút khó khăn với những người tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Trong tháng này, đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan và ít quan tâm đến sức khỏe của mình, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian chăm lo cho bản thân. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Do tuổi khá cao, bản mệnh nên cẩn thận khi đi lại, dịch chuyển, hạn chế tình trạng bị té ngã, va quệt xeo cổ hoặc là vấp vào những đồ dùng trong nhà. Có những người có tiền sử bệnh xương khớp thì không nên đến những môi trường ẩm ướt, thời điểm giao mùa cần chú ý chăm sóc cơ thể để khỏi mang bệnh vào thân. Các quý vị gia chủ Canh Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Canh Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các mối quan hệ trong tháng của gia chủ rất dễ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực, gia đạo bất ổn do các thành viên không tìm được tiếng nói chung, đôi khi chỉ vì một vài mâu thuẫn ý kiến mà dẫn đến tranh cãi, không khí gia đình căng thẳng. Tháng này bạn sẽ phải để tâm lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình, luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian để lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để cho bọn trẻ đó sống cuộc sống của riêng mình, hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha người mẹ trong gia đình, hãy chính là tấm gương sáng để con cái bạn noi theo. Bạn đã sống gần hết cuộc đời, bạn biết cái gì tốt, cái gì không tốt cho con cái và cả cho chính bạn. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Canh Dần trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 7 năm 2022, tức ngày 30 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, giáp thân, có nạp âm, tuyền trung thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 7 năm 2022, tức ngày 11 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, bính thân, có nạp âm, sơn hạ hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 7 năm 2022, tức ngày 23 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Thân, có nạp âm, đại dịch thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Canh Dần trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 7 năm 2022, tức ngày 2 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Hợi, có nạp âm Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 7 năm 2022, tức ngày 14 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Hợi, có nạp âm Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Hợi, có nạp âm Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Canh Dần trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp cho tất cả quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 7 âm lịch với nhiều những thành công và may mắn. Thưa quý vị, cuộc sống đôi khi có những khó khăn thử thách là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này, mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị trước khi rời đi, đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.